chắc chắn là con cún chứ không phải con sư tử. Cơ mà mặt cháu nó đúng kiểu đang ngơ ngác không biết gì thì nhìn thấy mấy cái bong to tổ vật mà sợ tè ra rồi. Mặt này là kiểu chơi đá lần đầu xong nhìn chỗ kẹt nào cũng ảo sợ có thằng muốn giết mình đây mà. Đây là cháu Miu, học lớp mầm non trường chơi đá, kêu meo một cái đảm bảo những vong hồn quỷ quái dữ dằn nhất cũng tan chảy, không nhịn được mà đứng lại vút ve quên mẹ việc đi ăn gia chủ. Mọi người nên mua cháu về đặt trước cổng. Còn đây là anh Long, một dancer đến từ chợ mơ, hai tay đang múa điệu thạch xanh quét mạng nhện đúng chuẩn tabu. Anh Long là hiệu trưởng trường phi công đập đá, cứ mùng 3 hàng tháng là anh bỏ nhà bỏ cổng đi bay cùng phi đoàn. Đừng rước anh Long về nếu không muốn tan cửa, đát, nhà, được cái có anh thì cổng đều bao giờ sợ có mạng nhện. Thằng này ngáo mẹ rồi, mồm đúng kiểu đang cười ế hế hế, ế hế hế hế, bờ lè anh Long ơi em là con sư tử bờ lè, tiếp đến nó sẽ nhảy lên bàn vì phê pha quá đà, bắt đầu bắt nhịp, anh em mình là cái gì hả, anh em mình là sư tử đá thì làm gì hả, sư tử đá thì về canh mà, tay chân ưỡn ẹo giặt dẹo, cẩn thận nó điên nhảy cha nó xuống sông thì phí tiền đẹo lắm. Hẳn đây chính là bé sư tử quàng khăn đỏ trong câu chuyện cổ tích kinh điển của các bạn nhỏ. Ngày xưa, khăn đỏ lang thang trong rừng thì gặp một con chó sói hung ác. Cháu bèn ăn con mẹ nó con sói luôn. Sau đó cháu phủi đích đi tiếp đến nhà bà ngoại cháu. Ai đẹo ra cháu chắc là fan lâu năm của Doraemon. Vì mặt cháu chả khác kẹt gì Doraemi. Vâng còn đây là bà ngoại của khăn đỏ, sư tử quàng bạt kẻ. Một bô lão ăn chơi có tiếng trong rừng rậm, mỗi tội hơi bẩn tính sống ảo. Nhìn thôi cũng thấy là loại phong bạc vờ lờ rồi. Bà ơi sao tay bà to thế, tay bà to, để bà vỡ mồm mấy con mặt lều thích ăn thịt bà chứ sao, à hi hi hi. Ngỡ ngàng hai gã sư tử đực nện nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nó còn nhảy từ bệ bên này sang thông biết con ở bệ bên kia mới lầy. Hai con này đáng lẽ phải sơn sáu màu mới hợp, đây hẳn là tư thế la hán đẩy xe bò huyền thoại trong bộ bí kíp thất truyền 72 cách trịch nhau kiểu thú vật. Ảnh này thì cạn lời, ngươi đã đẽo cho ta một thân cơ bắp rắn chắc đầu tóc oai hùng VCL, cớ sao lại cho ta bộ ngũ quan tụt cảm xúc đét thế chịu nổi, nhìn như kiểu đang hóp cơ bụng. Gồng cơ đít lên nặng mãi đèo ra cứt nên đành cười khổ, thật đáng hận, loại thợ tán tận lương tâm, không bằng cầm thú. Bích thị đây là một phóng viên ảnh của Bích, vẻ mặt như vừa thấy biến căng, tay đang chuẩn bị móc điện thoại ra hóng. Đây cũng là vẻ mặt của chúng ta khi thấy chó, ôi đờ mờ chó, có chó. Chạy nhanh lên không nó đớp chết cha bây giờ, tay chân ngắn tủn múp míp đáng yêu VL, được quả tóc làm xoăn hơi ra tí nhưng mặt cũng dễ thương, đều hiểu cắn nhầm cái gì mà phê lòi cả mắt.